Chúng tôi xin mời quý vị theo dõi bài bình luận siêu khủng. Cứ mỗi ngày rằm tháng 2 của mỗi năm như vậy thì dân làng của xã Trung Lương ở Thanh Hóa đều tổ chức một buổi nghi lễ rước bánh dày, là nghi thức của hội đền thần độc cước, với mong rằng thần sẽ phù hộ cho mưa thuận gió hòa, cho tôm cá được đánh đầy khoang. Năm nay chiếc bánh dày dân cúng nặng hơn 2 tấn và chiếc bánh dày khổng lồ này được xe cần cẩu di chuyển từ đền làng Trung Lương cho đến đền thần Độc Cước để tế lễ. Đền Độc Cước nằm trên đỉnh núi Hòn Cổ Giải thuộc dãy Trường Lệ ở thị xã Sầm Sơn. Tục truyền rằng có một chàng trai khổng lồ có thuộc phân thân, để một nửa có thể đánh thủy quái ngoài khơi, còn một nửa thì đứng trên đầu núi Trường Lệ ngày đêm canh giữ, bảo vệ cho cuộc sống bình yên cho dân chài ở Sầm Sơn. Chiếc bánh vĩ đại được bộ óc siêu việt gọi là khủng không phải chỉ xuất hiện trong buổi lễ đền Độc Cước mà nó đã xuất hiện rất là nhiều trong các buổi lễ lạc ở Việt Nam. Như hội đền thờ Quốc Mẫu Âu Cơ ở xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên cũng đã gói nấu chiếc bánh chưng khổng lồ nặng trên 5 tấn. Năm ngoái chiếc bánh chưng quá khổ nặng 2.5 tấn đã xuất hiện trong ngày lễ giỗ tổ do Công viên Văn hóa Đầm Sen Sài Gòn thực hiện. Và ban tổ chức đã hãnh diện tuyên bố rằng đó là chiếc bánh chưng to lớn nhất từ xưa tới giờ. Và cái việc mà làm cái bánh khủng này thì ban tổ chức nói rằng để tỏ lòng tri ân đối với quốc tổ. Thế nhưng không phải chỉ có quốc tổ Hùng Vương, quốc mẫu Âu Cơ và thần Độc Cước bị ban lãnh đạo cho ăn bánh dày và bánh chưng khổng lồ để gọi là tỏ lòng tôn kính, mà ngay cả bà mẹ của ông Hồ Chí Minh cũng được mời sơ chiếc bánh nặng tới 7 tạ. Gọi là để tri ân người có công đã sanh đẻ ra Hồ Chí Minh và cần tới 40 người phải đội mưa leo núi để mà dâng cúng cho bà. Nghe và nhìn những chiếc bánh chưng, bánh dày trong cái chiến dịch gọi là to, cái gì cũng gọi là khủng và hãnh diện là văn hóa khủng làm cho người ta ngao ngán. Tạo ra những thứ khổng lồ xa hoa là để phô trương, để tạo thành tích chứ không phải là để tỏ lòng tri ân. Linh hồn người chết nhất là thần thánh chỉ gọi là hưởng nhang khói, hoa đèn. Chứ thần thánh hay quốc tổ Hùng Vương nào mà có thể ăn được cái chiếc bánh khổng lồ như thế? Những chiếc bánh mà cô giáo Lam đã tả là những chiếc bánh chưng vô cùng kỳ vĩ. Cũng lãng phí như những dự án, những tượng đài ngàn tỷ. Trong khi dân chúng nghèo thê thảm, nhất là dân chúng ở những cái vùng của miền Trung. Sau cái thảm họa Formosa thì qua cái Tết này người ta gạo cũng không có mà ăn, đừng nói chi thưởng thức bánh dày và bánh chưng. Chiếc bánh dày tròn tượng trưng cho trời và bánh chưng vuông tượng trưng cho đất. Lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột tượng trưng cho hình cha mẹ yêu thương và đùm bọc con cái. Một cái văn hóa tốt đẹp của tiền nhân như thế mà đã bị lợi dụng để trở thành những trò hề khủng. Chiếc bánh càng khủng càng chứng tỏ cái đầu của những tên lãnh đạo càng bé tí tèo. Và dân trí cũng quá thấp. Ngoài cái việc mà để phô trương lãng phí còn mang cái tính cách mê tín dị đoan. Vì người ta nghĩ rằng cái bánh càng to thì ơn phước càng dày. Cầu xin mưa thuận gió hòa, cá đầy khoang của người dân Sầm Sơn. Quả là một ước mơ của ngư dân ở các tỉnh miền Trung sau thảm họa Formosa gây ra. Còn đó cảnh thanh bình của ngư dân như trong bài quê hương của nhà thơ Tế Hành. Ngày hôm sau ồn ào trên bến đỗ, khắp dân làng tấp đập đón ghe về. Nhờ ơn trời biển lặng cá đầy ghe. Giờ đây ngoài những chiếc bánh chưng kỳ vĩ chỉ còn lại rừng đã chết và biển thì đang chết. Những con thuyền nằm nhớ sóng khơi xa. Những câu thơ của cô giáo Lam đã nói lên được tình cảnh rất là trung thực của Việt Nam bây giờ. Mà hiện nay do Hồ Chí Minh đã mang lại. Mà nay dân làng Nghệ An lại khệ nệ khiêng chiếc bánh cấp 7 tạ lên dân cúng của cho mẹ ông ta gọi là tri ân người đã có công sinh ra Hồ Chí Minh. Mà tên bán nước và cũng như là tay sai đã ca tụng. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cụ, người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã mang lại vinh quang cho đất nước Việt Nam, người mà mọi người Việt Nam từ thế hệ này cho đến thế hệ khác phải ghi ơn. Điều này cho thấy những tên tội đồ bán nước là loại điều ngoa khủng, tức là khủng nhất trong các loại khủng của Việt Cộng đã mang đến cho dân tộc Việt Nam. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.